Mentor Trip USA High End Equipment Instruction, cẩm nang hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với người anh cả trong dòng PPL, một chiếc máy đẳng cấp đắt đỏ. Đó là lý do tại sao Duy để đầu tiên. Khi các bạn mở cửa tầng này vô, bạn thấy cái máy này là bạn xuống tiền luôn, khỏi trả giá. Tại vì bạn không đi đâu tìm được cái máy này cả. Người anh cả trong dòng PPL trị giá 130 triệu cho cái khung sắt này. Còn thằng nhị đệ á, sẽ nằm bên Bình Tân. Nhị đệ nằm bên Bình Tân nó là gì? Hack Squad. Đó. Tất cả cái đường giữa này nè là những dòng PPL đẳng cấp tinh hoa nhất của hãng. Và là Duy Nguyễn thỉnh nó từ California về á. Nha, từ California về. Duy dàn PPL, đây tự hào. Rất tự hào của dòng PPL. Mà không biết dùng cái từ ngữ gì để diễn tả. Khi bạn vô cái máy này, ngoài sự hầm hố, ngoài chất liệu đắt tiền, ngoài thiết kế mỹ thuật đỉnh cao, nó còn là một cái cảm giác, một cái feeling tập luyện tuyệt vời. Mà hôm nay Duy mệt quá. Hôm qua coi bầu cử thức nguyên đêm luôn rồi. Mất tiếng, mất giọng, hồi nãy bị chuột rút bên kia nữa. Nên cũng cố gắng uống thuốc giảm đau để quay clip. Đối với cái máy này á, thì có những cái chỗ chỉnh sau đây các bạn nhìn nè. Thứ cái cây, chút xíu gì chỉ bạn chỉnh cái cây này. Còn cái quan trọng là cái dưới đây nè. Rút chốt ra, lên xuống. Cái này á, thì mỗi vị trí ghế ngồi á, thì nó sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Nó không có đúng và sai, mà nó là sự phù hợp. Ví dụ bây giờ Duy sẽ test đó, cho nó cao nhất. Ok, vô chốt đó, coi vô chốt hết chưa. Thấy em nó replay á, này phải nó hư ba. Cái này replay á, nó replay nha. Chứ không phải đứng chỗ này nọ đó. Mà thấy chốt, cái này nó lỏng te, nó replay. Chúng ta nằm vô, chúng ta đạp, có nhiều vị trí để chân. Trời ơi, nó đã để vô cái thôi là phê rồi đó. Mới rà rà ở ngoài thôi phê rồi, chưa đẩy nút cán á. Trời ơi, à. Kéo cây vô, để đây, tay vịn đùi gối quyền thổi. Trời ơi, em dữ trời. Ôi. Wow. Performance PPL LED Fresh 130 triệu. Cầm này lôi dịch ra. Mấy cây này nè, để chốt tạ vô, để gạch vô cho đẹp máy. Chứ phần để cho sạch phòng. Tạ BBT không có được phép quăng dưới đất. Rồi cái thứ hai nữa, nó có hai cây. Full cây này mà còn mạnh như trâu á, thì chơi tới cây này. Ngon bắp chuối à, bắp chuối nè. Cây này nè, cây này nè ba. Mấy em có biết cây để làm gì không? Để nhóm bắp chuối đó, đơn giản thôi. Coi đầu bạn không có gì khe hết á. Wow. Ok. Duy Nguyễn lại đi. Thôi. À.
hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Powerrack 2M Half-Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.